anh thấy cái đường này sao nè anh, đẹp anh hạnh? Cái đường này xấu. Đi lúc lắc là biết cái xấu rồi. Lắc. nó hô hành suối, hô hành suối hai. Tao bước xuống là ông dùng cây à. Bảo đảm luôn, tình trạng nó xảy ra tao bước xuống dùng cây. Nhà cái mai đẹp không ta? Ô, đẹp quá. Thôi lo chạy, lo đứng lo dùng cảnh. Dùng cảnh lắm mà lũ vô nghĩa trang luôn á. Nghe nghĩa trang thầy đâu chứ không dẫn. Con đang đi nghe nghĩa trang luôn à. Mẹ thế. Chú hỏi cô coi đang nghe nghĩa trang thầy chứ không? Có ai hỏi thấp gì không? Nghe vườn cơm sông nghĩa trang luôn rồi nè. Đó. Chạy không kỹ là đụng mấy ảnh rồi, mấy đụng nhà mấy ảnh á. Thôi nè là hơn lắm sao. Mấy ảnh bắt tội mày á. Em nghe vụ này lắm em sợ lắm. Đó. Chạy mà không lo vô chạy mà cứ lo chỉ nè nè này kia rồi ha. Mày sống là thằng rào ha, đầy xem ra đi nguy hiểm ha. Đu anh Giang chị hay ta nghe chỗ ông khối luôn kìa. Trời ơi, ta đĩa hết rồi. Ừ, chị nghe đúng nghe ông khối luôn. Ừ, đánh hơi đi quen luôn rồi. Điên chỉnh liên quan nó thấy không, nó nhà có khói đó mà nãy em nói chị đi nhà có khói luôn kìa. Trời ơi, nghe mọc quy viên luôn kìa. Ôi thiệt lớn lắm, wow thiệt kìa, thiệt lớn lắm nha, Bình Định nha. Ồ, lớn ha, lớn ha, tôi đúng định vị luôn á. Ở đi này chạy theo mấy cái cua anh chị đúng bài luôn. Ồ wow, hoành tráng quá ha. Ủa trong đó là tóc mọc quy viên hả? Đúng rồi, mọc quy viên đó, hồi nãy để mọc mọc quy viên đó. Ủa sao có đường quẹo vô nó không để bả mà? Đâu nãy có anh lớn lắm, nghe đầu không, ba không. Luôn. Thì cái đường ngoài nhưng mà quẹo đường đỏ này người ta không để. Không, anh nói em bị dính đi đường tắt rồi nên em đi đường tắt luôn. Chứ nãy đi đường kia đúng cái vòng kìa. Ồ, đây này người ta đang heo nhiều lắm. Người ta đáng lẽ là đi đường này nè mà tại em đi vòng đường này vô nè. Anh thấy cái đường này sao nè anh? Đẹp anh hạnh. Cái đường này xấu. Đi lúc lắc là biết cái xấu rồi. Lắc quá nó nhủi quá. Nó du lịch động, nó trống luôn kìa. Để ta đi đúng đường này nè anh Văn. Mình đi tắt nè, nên anh Văn nói là mình đi tắt đi này nè. Rồi về tới nhà luôn. Đó, đáng lẽ mình đi đường này nè. Là đúng vô nè, mọc quy viên luôn nè. Đúng không, hồi nãy em nói làm trong mọc quy viên luôn nè. Ui, đẹp quá ta. Ủa, xe 16 chỗ không? Du lịch không? Nó đẹp quá. Rồi, nhăn hơi dữ không? Dạ, dạ, ok. Ô, lớn đẹp quá. Cấp chân chứ. Rồi, đại gia luôn. Đại gia luôn. Rồi, mày lũi đây luôn. Xe 16 chỗ không? Rồi, đầu kia. Sao không đầu đây, ngày đầu kia chị? Không, em xét là đã, em đinh đầu vô, em về ra. Có chỗ đầu gõ tiện, đậu luôn đi, khỏi về lát, khỏi chạy vô. Không phải, con dép vô sao. Con cứ đem đồ vô đi show đâu đây anh Thành? À, bữa nay đi show ở Sóc Lào Trảng Bàng. Các bạn bè. Nay khai trương quán cà phê Mộc Hoa Viên hả? Mộc Hoa Viên. Hạnh vô quán cà phê này thấy sao anh Thành? Đẹp không? Cái bằng này là cái bằng trời đất tối đen. Sao không được, làm được. Ăn vui cái miệng thôi. Sao không được. Đây quán cà phê này cũng đẹp. Cũng đẹp mình làm.
sức hè lần sau chút từng nâu quá hồng đây là sự rung động không tiếng đâu đậm mỗi và cái cục giò bự anh hạnh thiếu xiêm nữa nè, xiêm cho ông bữa nè, dạ tôi xác cho không phải chọc nhưng mà cười với ông bữa làm mắc cười hoài luôn má anh không nổi ham ăn á, biết không? Không ham ăn là đủ, mà cái đó là cái nghề nghèo mà không ham ăn đủ được. Má kiểu cố ra chị trả công do ở đây
Ủa anh ăn giò hả? Chị gấp gì trả lại kìa. Ta kêu mụ hồ, ta kêu bánh canh giò mà họ kêu họ không ăn giò. Để trong chén nhỏ nè. Sao sao không? Nha cầu nữa không? Sao không chưa cái chén bự ta? Bự chén bự đổ rồi mỗi người nhiều dĩa ăn. Cái dĩa cái chén gì? Cái dĩa gì đừng cái dĩa tao có ăn đấy. Giò tao ăn. Chén cũng được, mấy cái chén cũng được. Cái này không cần, dễ ăn cho mà. Nè, này được. Yeah. Sao ngon ngon hả anh? Ngon không? Dạ. Làm thêm bao nữa anh hả? Không, đi nữa này. Nữa thôi. Nữa. Là anh hạnh tôi nữa kìa. Chú ăn. Trông lắm chú. Hồi nãy đói nói nhiều trong nhà ăn no như ít nói anh Hạnh. Hết hơi mất hơi vậy. Nói gì ăn no xong gặp cái xe heo này đi nghiêng ngã mà. Ăn nó trả lợi cho đất trời. Đã ăn xong, no rồi. Luôn ha. Thì phải con mắc cỡ, ngồi kế chú mắc cỡ chứ mẹ tính làm hai tô. Ăn nữa đi. Tao đãi mẹ ăn bữa sáng á. Thôi mẹ không hỏi tôi bánh mì đụng dự tử à. Cái tội mẹ nãy giờ tôi chưa tính đó. Ừ. Ủa bà đó bắt lơi xe luôn, hay quá. Vậy đó bắt lơi xe luôn kìa. Hay quá chị ơi, cảm ơn chị nhiều nha. Chứ đường này tới tối cũng nguy hiểm. Về quốc lộ quay ha. Đang quốc lộ. Đúng không chú?